trên đường để đi vô mua vé đi vô bảo tàng đó bạn. Giá giao vé thì mình có để lên dọn sẵn hay không bạn? Đường đi vô eo gió rất là nóng các bạn, hai bên cây rất là nhiều luôn. Ở phía hai bên thì có trạm dừng chân cho mình, lúc mà đi vô gần tới eo gió thì có trạm dừng chân cho mình nghỉ ngơi nữa các bạn. Nếu mấy bạn có vô thì mấy bạn mua nước trước, tại nước trong đây cũng hơi đắt một tí, tầm 30 ngàn một chai á. Tại mình đi ngay buổi trưa nên nó hơi nắng một tí nha các bạn. Cái này tầm bạn đi được khoảng tầm 2 đến 3 giờ chiều là ok nhất. Lúc đó bớt nắng, tại mình đi lúc hình như là 11 hay 12 giờ trưa á. Nó nắng cháy da đầu luôn. Đây là cái trạm dừng chân này các bạn. Theo gió thuộc địa phận xã Nhân Lý, chảy dọc theo biển Quy Nhơn, có dãy núi hình vòng cung, ôm lấy bờ biển dài khoảng 15 km. Theo gió sở hữu những dãy núi hình cung với nhiều hình thù kỳ lạ. Sự tác động của gió và sóng biển đã tạo nên 19 hang yến. Ở bán đảo Phương Mai, thành vùng có hang yến nhiều thứ hai ở Việt Nam chỉ sau Nha Trang. Dù có cái tên eo gió bởi vì eo núi này hướng ra biển và đón gió đông bắc về, hay còn gọi là gió bắc. Đặc sản eo gió đúng như cái tên gọi của nó là bạc ngàn nắng và gió. Đến đây bạn sẽ có những góc chụp hình lung linh như trên những thước phim Hàn Quốc và được ngắm cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp. Vẻ đẹp nguyên sơ và kỳ vĩ của eo gió không thua bất cứ vùng biển nào của miền Trung ở Việt Nam. Eo gió chính xác là địa điểm vừa có cảnh đẹp vừa có đồ ăn ngon. Không chỉ được ngắm cảnh thiên nhiên tươi đẹp, du khách còn được thưởng thức nhiều món đặc sản của vùng biển Nhân Lý. Khoảng thời gian từ tháng 3 đến tháng 9 âm lịch hàng năm sẽ là thời điểm tuyệt vời để du khách ghé thăm nơi đây. Cái vành này là đi ra hướng ở bên phía ngoài biển hả bạn? Đi ra đầu đường của eo gió luôn á. Ở đây biển gió mát, rất là mát luôn mấy bạn. Gió từ biển ở phía bắc thổi về rất là mát luôn. Nhưng mà mình đi buổi trưa thì nó hơi nắng một tí. Nếu mà tầm 2 hoặc 3 giờ mấy bạn đi ra thì chắc nó mát hơn á. Ở phía dưới mình thấy ở phía dưới thì nó mát hơn, nhưng mà sao á, mình làm biến lội đi. Ở phía dưới thấy nhiều bạn cũng xuống chụp hình ở dưới nhiều lắm. Đây, nó ôm luôn nguyên một cái dành tròn của núi luôn mấy bạn. Ở đây tối bạn ra đây mở tì cũng vui lắm mấy bạn. Đây cái hang này nè, thấy nhiều bạn xuống dưới chụp lắm luôn. Do mình đi ngay buổi trưa nắng quá nên cũng là biến chụp lắm. Ở phía ngoài đây cũng nhiều bạn ra chụp lắm này các bạn.
Đa số là tay ra đây đã chụp là nhiều nha các bạn. Ở ngoài đây sát bên đầu biển luôn nên chụp nó đẹp hơn là ở trên eo gió. Eo gió thì tầm khoảng buổi sáng sớm hoặc là 2 đến 3 giờ chiều thì ok. Còn giờ này lên eo gió thì chụp rất là nắng, chụp khó chụp lắm. Giờ mình ra đây ngồi một tí xong mình đi qua bên Ngọc Xá Tịnh Hòa là sát bên eo gió luôn nha các bạn. Nếu mấy bạn ở FLC thì mấy cái điểm xung quanh đây là Kỳ Coi, Eo Gió, Ngọc Xá Tịnh Hòa, Chùa Ông Núi, Trung Lương là mấy cái điểm địa danh mà gần đây nhất, cũng nổi tiếng lắm luôn các bạn. Nếu mà ở FLC thì mấy bạn đi vòng vòng đi chơi luôn cũng được. Ở đây sóng đánh lên rất là mạnh luôn mấy bạn. Chờ mình đang di chuyển ra bên chùa kế bên luôn mấy bạn. Nó cách eo gió khoảng 100m à. Ở đây ở eo gió thì có lặn ngắm san hô luôn nha các bạn. Có dịch vụ đó luôn nên bạn nào muốn thì cứ thuê người ta dẫn đi nha các bạn. Hình như là lặn thì rẻ hơn á. Còn đi bộ dưới biển thì nó mắc, đi bộ dưới biển hình như khoảng 900 đến 1 triệu á. Cái chùa Ngọc Xá Tịnh Hòa nằm đây nè. Nhưng mà nó đang tu sửa lại cái cổng rồi nên mình vô quay cũng không có gì ngoài cái bức tượng. Nhưng mà bức tượng rất là đẹp nha các bạn. Nhìn bức tượng rất là mê luôn. Mình vừa đặt chân vô là mình thấy được bức tượng rồi đó, rất là cao luôn. Nó đang xây thêm một cái cổng ở bên phía bên kia nữa bạn. Nơi đó là nơi để dành cho mấy người tu á. Ở chùa này thì nó không nghiêng gì có nghiêng gì dạy tu nhiều hơn ấy bạn, nên cũng nhìn cũng đường đối ok. Còn cảnh đẹp thì không có, chủ yếu là cái bức tượng này là điểm nhấn của chùa luôn á.
đang trong quá trình xây chùa một cột đúng không các bạn. Ở bên phía tay phải là có một tượng Phật Bồ Tát màu trắng đó mấy bạn, hình như chưa sơn hay sao á. Giờ mình đi sâu vô chứ ở phía trong để coi cái bức tượng nha bạn. Ngọc Xá Tịnh Hòa là một ngôi chùa nằm dưới sườn núi của Eo Gió, thuộc bãi Bắc bán đảo Phương Mai, thôn Lý Sơn, xã Nhân Lý, cách trung tâm thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định khoảng 20 km. Nổi tiếng với bức tượng đôi Phật Quan Thế Âm Bồ Tát lớn nhất Việt Nam, được cố Đức Thầy Giác An khai sơn năm 1958. Bức tượng cao 18 m, tính luân đế là khoảng 30 m, với mặt bắc hướng về biển và mặt nam hướng về làng chài. Ban đầu được sơn là một mặt bạc và một mặt vàng, người dân thường gọi là gừng vàng biển bạc. Biển bạc cầu ấm no bình an, gừng vàng cầu sự thịnh vượng an lạc cho người con của mảnh đất duyên hải này. Sau này theo ý kiến của người dân nên bây giờ tượng đã được sơn hoàn toàn thành màu vàng. Dưới chân đạp trên sen thể hiện sự tinh thiết, trong sáng và những điều tốt đẹp. Phía sau phát ánh hào quang thể hiện sự uy nghiêm quyền lực của mẹ Quan Âm. Người xưa lưu truyền, mẹ đi đến đâu hoa sen nở đến đó, nên chùa đã điêu khắc 4 bó hoa sen trắng ở phía dưới bắc hương. Giờ thì mình đang di chuyển về lại thành phố Quy Nhơn ấy bạn. Ở đây mấy cái cối xay gió rất là nhiều luôn mấy bạn. Ở xã Nhân Lý này người ta chủ yếu làm điện á, nên cối người ta rất là nhiều luôn, cối xay gió rất là nhiều luôn. Trên đường mình về Quy Nhơn thì có ghé ngang chùa Ông Núi nha mấy bạn. Chùa Ông Núi rất là đẹp, tượng rất là bự luôn. Đây, cái hình mà bự nhất nhìn từ phía xa này nè là chùa Ông Núi đó mấy bạn. Chùa Ông Núi thì chỉ có một cái bức tượng nó thôi, với 12 vị La Hán ở hai bên hông. Chùa Ông Núi hay còn gọi là chùa Linh Phong, tọa lạc trên đỉnh Chóp Phun thuộc thôn Phương Chi, xã Cát Tiến, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định, cách thành phố Quy Nhơn khoảng 30 km. Lưng của tượng tụ vào núi Bà Vũng Chải, phía trước trong ra đầm Thị Nại. Xung quanh là non xanh nước biếc, biển đông quanh năm sóng vỗ, người xưa hay gọi là tượng sơn vọng hải. Trung truyền ngày xưa có một nhà sư tên là Lê Bang đến hang đá phía đông của núi Bà để tu và dựng một am tên là chùa Dũng Tuyền. Do tấm lòng từ bi, chuyên hái thuốc cứu người, chữa bệnh miễn phí nên người dân rất kính trọng và gọi với cái tên là Ông Núi. Đến năm 1733, vì mến mộ đức độ của ông nên chú Nguyễn Phúc Chu đã ban cho ông danh hiệu là Tịnh Giác Thiện Trì, Đại Lão Thiền Sư, đồng thời trùng tu loại chùa rộng lớn hơn và đặt tên loại là chùa Linh Phong Thiền Tự. Bức tượng của Đức Phật ngự trên đài sen cao 69 m, cao nhất Đông Nam Á hiện nay. Để lên đến bức tượng, du khách phải trải qua 600 bậc thang đá, hai bên là hai dãy tượng của 12 vị La Hán. Do chiến tranh phá hủy nên đến năm 1990 chùa Ông Núi mới được xây lại và đến 14 năm sau mới hoàn thành.
Biển Quy Nhơn ở đây mang màu sắc xanh mát đặc trưng hòa cùng những bãi cát mịn. Biển Quy Nhơn sở hữu đường bờ biển trải dài hàng trăm km với nhiều hòn đảo nhỏ. Quy Nhơn là thủ phủ của tỉnh Bình Định, từng là kinh đô của vương quốc Chăm Pa, không màu mèo, không nhộn nhịp như Sài Gòn, không lộng lẫy như Nha Trang, nhưng Quy Nhơn phát lên mình một vẻ đẹp kiêu sa, thơ mộng. Với bãi biển hút tầm mắt, những cảnh đẹp trắng lệ nhưng không kém phần bình yên. Biển Quy Nhơn uốn cong theo hình cánh cung với bãi cát trắng chạy dài 5 km từ Mũi Tắng đến Gành Ráng. Bãi biển cũng là một nơi thú vị về đêm với các trò chơi tập thể như là đốt lửa trại, kéo co, những bữa tiệc bên bờ hồ cùng gia đình người thân nướng lên những món ăn hải sản thơm lừng. Mình về Quy Nhơn được quay kịp buổi chiều, giờ tối mình đi dạo phố ở bãi biển Quy Nhơn ấy bạn. Dọc bờ biển là nguyên một khu công viên luôn ấy bạn. Toàn bộ bãi biển luôn. Ở phía bên giáp biển là toàn là công viên, nó kéo dài luôn ấy bạn. Ở đây rất là nhiều hoa luôn. Người ta đang làm để chụp ảnh chụp Tết đó mấy bạn. Nguyên một vườn hoa luôn, để dài chắc cũng khoảng mấy trăm mét đó. Ở đây thì có khu công viên nên tối ở đây đông vui lắm mấy bạn. Ở phía bên kia thì bãi biển với mấy quán cà phê ở bãi biển rất là đẹp luôn. Giờ mình đang di chuyển ra bên quảng trường để mình chụp hình nha các bạn. Quảng trường rất là đẹp luôn, nhiều cảnh chụp lắm. Ở đây là phải nói là đẹp từng cm luôn các bạn. Hình như mình thấy đi đâu cũng thấy trang trí hết á. Mà quảng trường ở đây lại rất là rộng nha. Hình như là rộng nhất là những quảng trường mình thường đi luôn á. Quảng trường với loại công viên á rất là dài luôn. Ở đây thì có xây thêm mấy cây nêu, hình như 10 cây đó mấy bạn. Cây nêu trang trí rất là đẹp luôn. Cây nêu theo ngày xưa, người ta phong tục ngày xưa lưu truyền á, là cây nêu Tết người ta sẽ dựng lên để đuổi tà, đuổi mấy cái xấu xa ra khỏi nhà. Có sự đất cây nêu luôn đó các bạn. Ở quảng trường quá trời xe luôn mấy bạn ơi.
Rồi mình đang kiếm chỗ đậu xe để mình di chuyển vô trong để chụp hình đó. Quảng trường làm rất là đẹp luôn. Ở trong hình như có ba con tượng con hổ luôn. Ở đó là hai bức tượng của Nguyễn Sinh Sắc với Bác Hồ nha các bạn. Nguyễn Tất Thành. Ở trong đều làm hết, mấy cái tượng làm hết bằng vàng nên nhìn có rất là sáng luôn mấy bạn. Ở trong đây thì có triển lãm tranh đó mấy bạn. Ở phía bên tay mặt của mình nó di chuyển qua là có triển lãm tranh. Chụp mấy cái hoạt động hàng ngày, sinh hoạt hàng ngày của người dân ở đây á. Cái nổi tiếng ở đây là hát chòi. Ở trong mình hát chòi giống như là hát lô tô ở trong mình á. Rất là nhiều tranh luôn nhưng mà mình quay không hết. Quay được có một mấy tranh điển hình ở đây thôi à. Đây nè, hát chòi nè mấy bạn. Ở đây là tháp đôi nè. Giờ mình di chuyển qua bên tượng của Bác Hồ để mình chụp hình nha các bạn. Hai bức tượng rất là đẹp luôn, to đùng luôn. Ở ngoài rất là cao to luôn mấy bạn. Nhìn ở trong hình như vậy chứ ngoài rất là to. Mình cũng tranh thủ mình làm mấy tấm ở đây luôn mấy bạn. Giờ mình chụp hình xong mình di chuyển qua bãi biển để mình uống nước nha các bạn. Hồi lúc trước mình đi cái của một, giờ mình đi cái hai của nó nè. Cái một là cái đầu tiên mình gặp á, còn cái thứ hai là ở phía dưới. Mà hai cái thì view giống như trang nhau à. Chứ lại mấy cái đồ nó làm để cho mình chụp hình cũng giống y chang nhau, không khác gì mấy.
khi lựa chỗ ngồi. Lựa một hồi mình cũng nằm ở trong cái màu đỏ nha các bạn. Trong ô màu đỏ là cái chỗ đó là chụp đẹp nhất. Đây, ngồi ở trong vị trí đó đây. Tìm được vị trí ngồi rồi. Tranh thủ lúc sáng mình thức sớm nên mình quay vòng nhà một tí nha các bạn. Cái chung cư view rất là đẹp luôn. Cả ban công, phòng 1 hoặc là phòng 2 đều là hướng biển hết luôn. Còn ở chỗ cái thì hướng ra ngoài cảng biển Quy Nhơn. Đây một phòng rất là đẹp luôn. View biển ở phòng số phòng 1 là view chính giữa biển luôn mấy bạn. Đó cầu Thị Nại ở phía đối diện các bạn. Nó bắt từ ở Quy Nhơn ra tới bãi biển Phương Mai các bạn. Ở đảo Phương Mai chứ. Giờ mình đang di chuyển vô quán bún gà rạm. Hình như cái quán tên là Mỹ Hạnh đó mấy bạn. Nó có một cái chi nhánh, đúng rồi, quán Mỹ Hạnh. Nó có một cái chi nhánh ở Nguyễn Văn Đậu, Bình Thạnh đó mấy bạn. Đây chi nhánh 2 của nó ở Hồ Chí Minh nè. Nếu mấy bạn không có dịp ra Quy Nhơn thì mấy bạn ở Hồ Chí Minh vô chổng ăn cũng được. Nó tới 3 cơ sở lận. Quán này rất là ngon luôn. Bún gạm hoặc là bún tôm đều rất là ngon. Nếu mấy bạn có dịp qua Quy Nhơn thì mấy bạn lại đây ăn. Ngon nhưng mà rất là rẻ nha mấy bạn. Sáng nhiều người đang đông lắm luôn. Full hết bàn luôn.
Mình thích nhất là có dưa leo bào ăn chung với bún cây gạm, nó ăn rất là ngon. Chan vô, mình chan càng nhiều ăn càng ngon ấy bạn. Nó cũng vừa ăn à, không quá mặn nên mình cứ chan nhiều nhiều vô. Tại ngon là chủ yếu là do cái nước gạm thôi. Còn bún. Kết thúc cuộc hành trình 4 ngày 3 đêm ở Quy Nhơn để lại cho tôi rất nhiều ấn tượng sâu sắc, từ hồi hộp đến bất ngờ trước bãi biển mộc mạc đơn sơ đến cách sống của con người nơi đây. Tôi sẽ quay lại Quy Nhơn trong thời gian sớm nhất để ngắm hoàng hôn về chiều ở nơi đây thật ấm áp và thơ mộng.